Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Những cách giúp giảm tác hại của rượu, những loại nước uống giúp chống nóng, giải nhiệt trong mùa hè. Thưa quý vị và các bạn, theo trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế, rượu là thức uống phổ biến nhưng không tốt cho cơ thể. Phần lớn rượu khi vào cơ thể sẽ gây tổn thương các tế bào và các cơ quan như gan, trí não và hệ thần kinh. Ngoài những tác động về tâm thần, rượu làm giảm khả năng vận động, nhận thức, chức năng thể chất. 1. Lên kế hoạch. Bước đầu tiên để giảm tác hại của rượu đối với cơ thể là lên kế hoạch cụ thể. 2. Thay bằng nước hoặc soda. Uống xen kẽ nước lọc hoặc nhâm nhi một ly soda giúp bạn hạn chế lượng rượu uống. 3. Rượu vang đỏ. Rượu vang đỏ có lợi cho tim, răng và làn da của bạn. Tuy nhiên, nếu uống nhiều rượu vang đỏ sẽ gây tổn hại cho cơ thể bạn về lâu dài. 4. Không uống rượu khi đói. Hãy đảm bảo rằng bạn không uống rượu khi đói. Uống rượu khi bụng rỗng làm chậm thời gian đào thải rượu và gây tổn hại cho gan. Do thời tiết oi bức, các dịch bệnh cũng gia tăng. Vì vậy, bổ sung vitamin từ các loại rau tươi, quả chín sẽ giúp cho cơ thể tăng sức đề kháng, chống lại bệnh tật. Các chuyên gia dinh dưỡng trên trang Sức khỏe khuyên nên uống nước gì cho mát. Rất nhiều loại nước uống vừa bổ dưỡng vừa mát, nhưng tiện nhất vẫn là từ các loại cây lá sẵn có trong vườn nhà. Nước trà xanh. Trong lá chè có nhiều tannin, caffeine, glucosid, một ít tinh dầu, các vitamin và khoáng chất như sắt, iốt, đồng, dưới dạng hợp chất dễ hòa tan, rất cần cho cơ thể. Vị chát của tannin trong chè có tác dụng tốt đối với niêm mạc đường tiêu hóa, kìm hãm quá trình gây thối, tạo điều kiện cho vi khuẩn có ích trong ruột hoạt động. Vitamin có trong lá chè tươi nhiều gấp 4 lần nước cam, nước chanh. Còn vitamin P có tác dụng thẩm thấu mao mạch, làm tăng độ bền chắc của mạch máu. Người lao động quá sức và làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao, thường ra nhiều mồ hôi, làm việc trong môi trường bức xạ, làm việc khuya và lao động trí óc. Sử dụng trà xanh sẽ giúp chống lại một lượng bức xạ nhất định, làm tăng trí nhớ, nâng cao hoạt động tư duy, tăng hiệu quả công việc. Tuy nhiên, không uống quá đặc, không uống lúc đói, tốt nhất uống trước bữa ăn khoảng 1 giờ. Nước đỗ đen. Đậu đen không chỉ có tác dụng giải nhiệt trong ngày hè nắng nóng, mà còn là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Không những vậy, đậu đen được các nhà khoa học gọi với cái tên thần dược cho sức khỏe. Trong đậu đen có chứa một lượng khoáng chất vi lượng molyphen, một thành phần của enzyme sulfite oxidase, nên có tác dụng rất tốt trong việc giải độc. Sử dụng nước đậu đen dưới dạng ninh nhừ, thêm chút đường, ăn cả cái và nước. Hoặc dùng đậu đen sao thơm, đun nước uống thay chè hàng ngày, giúp bổ thận, thanh nhiệt, giải độc. Nước ép rau má. Rau má vẫn được dùng làm vị thuốc nhuận gan, giải độc, lợi tiểu, trị rôm sởi và giải khát, nên rất tốt cho cơ thể trong những ngày hè oi nóng. Nước ép cà chua. Sử dụng cà chua một lượng nhất định mỗi ngày rất tốt cho cơ thể. Cà chua chứa nhiều vitamin C, K, lycopene, beta-carotene, một lượng đáng kể các chất khoáng cần thiết như kali, mangan, magie, đồng, sắt, kẽm, chất xơ hòa tan, giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể, giải độc, giải nhiệt, có thể ăn sống, ép nước sinh tố đều tốt. Quý vị và các bạn thân mến, các yếu tố gây sảy thai và tác hại của việc nạo phá thai sẽ là chủ đề chính trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.